Lời đầu tiên của video này cũng cho phép em Ngọc xin được gửi lời thay mặt cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến tất cả các quý vị khán giả, các quý cô bác mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong thời gian qua đã luôn luôn quan tâm theo dõi và đặc biệt là đã có khoản hỗ trợ đến gia đình của nhà em Noah. Bây giờ thì gia đình nhà em Noah cũng đã hoàn thiện mọi thứ, thì hôm nay em Ngọc vào đây làm cái thủ tục là bàn giao nhà cho gia đình em Noah để gia đình em Noah sinh hoạt, và em Ngọc sẽ là công khai cái tài chính cái nhà của em Noah, các danh sách của các mạnh thường quân cũng như là cái khoản chi phí như thế nào. Do là hôm nay là em Noah và bố em Noah không có nhà, không biết là đi đâu nhỉ? Mua chỉ em đó, chúng mua chỉ nhỉ? Trong các rồi. Bố Noah với Noah cả nhà anh em ấy đi tìm ong rừng ấy. À, đi tìm ong rừng à? Vâng. Ông ở trên cây ấy, được không nhỉ? Có được không nhỉ? Muốn thiết tao. Thiết tao ha, có thiết không là mới nó tao nó thiết cho mọi. Đi tìm không được, hôm qua đi một ngày, hôm nay. Qua đi một ngày hôm nay vẫn đi à? Ừ. Thì trong khoảng thời gian qua thì quý vị cũng đã biết là hoàn cảnh của gia đình em Noah. Thì ngày trước ở cái vị trí này đất này là cái lá danh, cái căn nhà lá danh, thì qua đó thì cũng được sự đồng cảm cũng như là sự đồng tình, ủng hộ cũng như là giúp đỡ của các cô bác mạnh thường quân cũng gửi đến gia đình để làm hoàn thiện một cái ngôi nhà như thế này. Thì hôm nay em Ngọc sẽ là vào đây để bàn giao lại cái nhà cho gia đình để gia đình ở. Do là em Noah và bố em Noah không có nhà ấy, cho nên là ở đây thì có mẹ và vợ em Noah đại diện. Em bảo là mẹ với cả vợ Noah là cảm ơn đến tất cả các quý cô bác trong thời gian qua đã gửi tiền về để hỗ trợ làm cái nhà mình. Ở lò để thắp sáng cái nhà mình thắp sáng lò sau này là cho phao cho nên nó tin giả đấy. Nhà mình cũng đến đạo u là phá lò như thế là u đó nếu thế là chanh ấy nếu tụi hải tới thì mà hải. Thắp sáng này tin được phao mà. Nếu tụi hải tí tụi hải tới thì mà hải. Ôi mình thắp sáng rồi là sẽ đỡ vì đấy mà muốn tiền thì rồi nha. Hải mình ra hải thằng đấy. Nó xây là do phao với là mà nó như là chơi đấy mà thắp sáng nữa. Thật luôn cho áo hải. Thắp sáng cho phao cho tí lò cho nè tí là u tôi ba mỗi nhà u tàu u chơi rồng lại mà thắp sáng cho nè tí lò cho phao mà. Ý là một cái từ cảm ơn của vợ Noah và mẹ của Noah, cũng rất là cảm ơn các cô chú và các mạnh thường quân đã ủng hộ, đã là đóng góp cái đồng tiền để mua mỗi người một bao xi, một viên gạch để hoàn thiện một cái căn nhà mới khang trang để cho gia đình hai vợ chồng Noah ở. Thì từ cái cảm ơn của vợ Noah với mẹ của Noah rất là cảm ơn các mạnh thường quân và các anh chị ạ. Một lần nữa cũng cho phép em Ngọc xin được gửi lời cảm ơn bản thân riêng của em Ngọc đến tất cả các quý cô bác mạnh thường quân trong thời gian qua đã luôn đồng hành cùng kênh, và đặc biệt là đã tin tưởng đặt niềm tin vào cho em Ngọc để em Ngọc mang cái phần tiền đến để tự lên một cái ngôi nhà như nhà em Noah hoàn thiện như ngày hôm nay. Em Ngọc xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Do là bố và em Noah không có nhà, bố em Noah và em Noah không có nhà ấy, cho nên là ở đây chỉ có mẹ và vợ em Noah thôi. Trước khi em Ngọc công khai lên cái tài chính thì em Ngọc sẽ quay tổng thể lại một cái căn nhà của em Noah. Em Ngọc đã làm những cái gì nhiều để cho quý vị nắm rõ hơn. Để sau em Ngọc cũng đâu là tiến hành là mình công khai tài chính. Được rồi, sẽ mẹ Noah với cả nếu đang bận cái gì làm cái gì đúng không? Nếu chỉ mau chỉ làm đấy, tao nói chỉ đấy, nếu quá chỉ thì thôi. Đây thì quý vị cũng đã thấy là xung quanh ngôi nhà thì cũng chát sơn, trên là mái tôn lạnh. Ở bên xung quanh là sơn chống thấm tất cả xung quanh. Cái này anh Ngọc cũng đã có cái video chi tiết lên rồi. Quý vị nào thật sự là quan tâm cái video này chưa xem ấy thì là có thể là quay lại xem những video trước. Cửa thì cửa sắt. Nhà bếp này là bằng ván ép bưng lên và trên là mái tấm lợp pro. Ở trên kia gia đình nhà em Noah ngày trước ấy thì là bố em Noah cũng có một cái tech được các cô bác ấy đợt trước là hỗ trợ 8 cái tech mà 8 hộ gia đình ấy. Thì qua đó thì bố em Noah đã để dưới gầm sàn rồi. Nhà em Noah ở riêng ra ấy thì phải có một cái tech riêng ấy. Tại vì là cái nhà vệ sinh nó nằm bên dưới phải để tech bên trên, thì ở bên trên kia em Ngọc là mua thêm một cái tech nữa vào cho nhà em Noah để có cái tech nước xuống. Đấy, bên đằng bể phốt bể tiếp mọi thứ là cũng làm xong hết rồi. Nói chung là hoàn thiện hết rồi. Bây giờ chỉ việc ở thôi. Nhà em Noah chắc bây giờ là đang là ngủ. Ở đây thì nền thì nền bê tông, còn chác chít rồi sơn chít mọi thứ hết. Ở đây em Ngọc thấy là gia đình nhà em Noah đã là ngủ ở đây thôi, sinh hoạt ở đây thôi. Do là bà con không có điều kiện, chúng ta cũng không có tiền để mua sắm mọi thứ ấy. Ở đây cái phần nhà bếp. Bếp ở bên này cũng sơn vào đây, trong nhà vệ sinh này cũng đấy, nhà vệ sinh rồi vòi nước rồi thì là bệt ngồi mọi thứ lắp đầy đủ hết, láng nền, nhà bếp cũng láng nền. Ở đây trên là tấm Le Pro. Trước khi em Ngọc vào công khai tài chính, em Ngọc cũng có là nhắc lại một lần nữa là cái nhà em Đô A này, cái phần sơn là được sự tài trợ riêng ạ. Cái phần sơn thì được sự tài trợ của nhóm Hướng Đạo Việt Nam ở trong thành phố Hồ Chí Minh, cũng có hỗ trợ phần sơn và tiền công của thợ sơn cho nhà em Đô A và nhà em Cái. Vì vậy là nó sẽ không nằm trong cái danh sách của các cô bác mạnh thường quân. Tại vì là cái phần sơn mua hết bao nhiêu và tiền công như thế nào, nói chung là cái khoản sơn đấy như thế nào tính toán em Ngọc đã bàn bạc hết với nhóm Hướng Đạo Việt rồi ạ. Cho nên là tí nữa em Ngọc đọc nó sẽ không nằm trong cái phần danh sách của các cô bác mạnh thường quân ở trong đó. Tại vì là cái phần sơn này em Ngọc đã là trao đổi với cái nhóm Hướng Đạo Việt rồi. Bây giờ em Ngọc sẽ đi vào đấy công khai tài chính. Trên tay em Ngọc đây đang cầm là cái quyển sách. Em Ngọc đã ghi chép những cái danh sách của các cô bác mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và cái khoản chi tiêu em Ngọc đã ghi rõ hết vào đây. Trước khi em Ngọc đọc cái danh sách của các cô bác mạnh thường quân thì em Ngọc cũng rất hy vọng là nếu bạn cô bác nào mà xem cái video này đã từng gửi tiền đến để giúp nhà em Đô A mà chưa có cái danh sách em Ngọc đọc lên đây thì cũng có thể là vui lòng là liên hệ với em Ngọc để em Ngọc xác nhận lại cái lịch sử giao dịch của ngân hàng, tránh là nhầm lẫn hoặc là bỏ sót một ai đó. Em Ngọc bây giờ xin đọc cái danh sách ạ. Một là có cô Đào ở bên bang Texas, Mỹ gửi tổng tất tật em Ngọc nhận được của cô Đào là 3.550 đô, quy đổi ra là 81.650.000 đồng. Hai là Đào Cẩm Tú, Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Thị Xuân, Đỗ Thị Ngọc ở bên Đức, tổng có 4 mạnh thường quân này gửi gộp vào là được 2,5 triệu. 6 chị Diệu Minh Tuyền ở Nhật là 500.000 đồng. 7 là chú Chiến Trần ở Canada là 5.765.000 đồng. 8 là cô Luyện ở Quảng Yên, Quảng Ninh 1 triệu đồng. 9 là chú NH ở bên Mỹ 300 đô là 6.880.000 đồng. 10 là cô Trần Thị Bích Ngọc ở Mỹ 100 đô là 2.290.000 đồng. 11 là cô Nguyễn Thị Thu Sương ở bên Mỹ 100 đô là 2.290.000 đồng. 12 là cô Mai Ly ở Washington, Mỹ 300 đô, quy đổi ra 6.880.000 đồng. 13 là chú Đăng Trí ở Canada là 3.185.000 đồng. 14 là cô Trần Tú Quyên ở Vũng Tàu là 300.000 đồng. 15 là cô Ngô Thị Thanh Loan ở Úc là 3 triệu đồng. 16 là anh Thông ở Vancouver, Canada là 4 triệu đồng. 17 là chú Chiến Đoàn ở Toronto, Canada là 2 triệu đồng. 18 là anh Tư ở Thường Tín, Hà Nội là 700.000 đồng. 19 là Huỳnh Mỹ Dung ở Canada là 5 triệu đồng. 20 là chị Trương Lệ Anh ở Toronto, Canada 12 triệu đồng. 21 là cô Hoa cộng anh Tiến ở bên Canada 150 đô, quy đổi ra được 2.700.000 đồng. 22 là cô Thủy 1 triệu đồng. 23 là cô Châu ở bên Mỹ 200 đô, quy đổi ra 4.600.000 đồng. 24 là anh Tuấn Lê ở bên Mỹ 100 đô là 2.300.000 đồng. 25 là Hà Kim Thanh. 26 là cô Thanh Nghiêm. 27 là cô Phạm Thị Xuân, Sài Gòn, tổng 3 người là mỗi người 2 triệu. Cô Hà Kim Thanh là ở bên Canada này là 2 triệu đồng này. Cô Thanh Nghiêm Canada là 2 triệu đồng này. Cô Phạm Thị Xuân ở Sài Gòn là 2 triệu đồng này. 28 là cô Trần Thị Hương ở Đài Loan là 1 triệu đồng. 29 là cô Hà Kim Cúc ở bên Mỹ 100 đô là 2.300.000 đồng. 30 là cô Phước ở bên Mỹ là 10 triệu đồng. Tổng nhận tất tật là tất cả cái quý em học nhận được của các cô bác là 169.840.000 đồng, là cái số tiền em Ngọc đã nhận được của tất cả các cô bác mạnh thường quân. Và còn cái quỹ là mua thức ăn cũng như là mua xăng xe đến cho nhà em Đỗ A là có: một là cô Trần Đào Quyên là 1 triệu đồng, hai là anh Thông ở Vancouver, Canada là 500.000 đồng. Do cái số quỹ này ấy, thì là nó tổng là 1,5 triệu. Cho nên là em Ngọc sẽ là gộp vào luôn thành cái quỹ làm nhà luôn, sau này em Ngọc sẽ là trừ lấy cái tổng quỹ là trừ đi. Là vậy là tổng nhận em Ngọc sẽ đã là cộng hết vào cái quỹ làm nhà, cộng thêm có 169.840.000 đồng, cộng thêm 1,5 triệu là 171.340.000 đồng, là cái số tiền tổng em Ngọc gộp vào hết. Bây giờ em Ngọc sẽ là đọc cái khoản chi phí để mua cái thức ăn cũng như là xăng xe cho chi phí chở vật liệu nhà em Đỗ A. Chở gạch lần 1, lần 2 này. Nói chung là em Ngọc xin, tại vì cái số tiền này nó nhỏ mấy trăm một đấy, em Ngọc xin đọc xong em Ngọc tổng số tiền sau. Chở gạch lần 1, lần 2 này là mua xăng ạ. Chở bột đá này cũng mua xăng này, lần 1, lần 2 này, chở gạch lần đợt 2, lần 1, lần 2 này, xi măng này, đá hộc này. Rồi thì là thức ăn cho bà con đến giúp nhà em Đỗ A. Tổng cái nguồn chi phí vào đấy là hết 5.790.000 đồng. Vậy là em Ngọc lấy cái số tiền là 171.340.000 đồng là cái tổng số tiền nhận được, trừ đi cái số tiền là 5.790.000 đồng là cái số tiền là chi phí chở vật liệu cũng như là mua xăng xe, thì còn bằng 165.550.000 đồng. Bây giờ em Ngọc xin đọc cái số cái khoản chi phí mua những cái vật liệu nhà em Đỗ A. Gạch xây nhà là 22.500.000 đồng. Cái gạch nửa viên đấy thì là 1 triệu đồng. Bột đá là 10 triệu đồng. Sỏi, cái sỏi để đổ dầm ạ, là 1,5 triệu. Xi măng là 14.450.000 đồng. Sắt phi 14 là 2.320.000 đồng. Sắt phi 10 là 1 triệu đồng. Sắt 6 là 1.980.000 đồng. Ván ép để mà mình quây cái nhà bếp này này thì là 2.250.000 đồng. Cái ngói tấm rợp của lô để lợp cái nhà bếp là 1.650.000 đồng. Cát vàng là 5 triệu đồng. Thiết bị vệ sinh, nước, ống nước rồi thì là mọi thứ thì là 2.500.000 đồng. Bộ cửa sắt và cái nhà vệ sinh, đợt này là do là cái nhà em Đỗ A này ấy, là cái sắt nó lên giá cho nên là nó sẽ đắt hơn cái nhà em Chí và em Phá, đắt hơn khoảng một ít thôi ạ. Do là cái thời gian gần đây ấy, thì từ Tết xong trở về đây này, không, từ cái khoảng từ hết nhà em Chí về em Phá xong đến nhà em Đỗ A là cái sắt nó lên giá hơn ạ. Là bộ cửa là 8.450.000 đồng. Bộ mái tôn hộp kẽm là 14.120.000 đồng. Cái cước xe em Ngọc là mua thẳng từ thành phố lên hai đầu là 1,5 triệu. Từ thành phố lên thị trấn lại vào đây một lần nữa là hết 1,5 triệu tiền cước xe. Gạch ốp lát nhà vệ sinh là 850.000 đồng. Cái bạt vải vật liệu ở dưới chỗ mình tập kết vật liệu ấy, cả cát, cả bột đá mọi thứ ấy thì là 345.000 đồng. Thép ly đinh 240.000 đồng. Chổi quét xi 35.000 đồng. Silicon bắn mái là 70.000 đồng. Vít bắn tôn là 220.000 đồng. Cái cước xe chở cửa 300.000 đồng. Mua xăng xe để chạy máy phát điện, hàn cửa hàn mái thì là hết 800.000 đồng. Và nhà em Đỗ A Ngọc mua thêm một cái tét nước để nhà em Đỗ A sử dụng ấy, là 1.800.000 đồng. Công thợ là 36.300.000 đồng. Vậy là tổng tất tần tật nhà em Đỗ A cả vật liệu rồi thì là tất tần tật luôn từ A đến Z luôn là hết là 131.000 180.000 đồng là cái số tiền để làm nhà em Nô A. Vậy thì em Ngọc sẽ ra là lấy cái số dư 165.550.000 đồng trừ đi 131.180.000 đồng là bằng, còn dư còn lại cái số tiền nhà em Nô A ấy, thì là 34.370.000 đồng. Cái số tiền nhà em Nô A còn thừa này ấy, thì em Ngọc tính là sẽ là để hỏi xem, bàn bạc với gia đình xem hôm nào phải là bố em Nô A và em Nô A có nhà cơ thì em Ngọc vào mới bàn bạc được là cái nhà sàn của nhà em Nô A ấy, xem là có sửa chữa được không và sửa chữa như thế nào, nhà có gỗ có việc gì không, để em Ngọc lấy cái tiền này về có thể là mua mái pro này, rồi thì là mọi thứ phụ đến sửa chữa đến những cái nhà sàn nhà em Nô A, cái nhà bố mẹ ấy. Tại vì cái nhà đấy em Ngọc thấy rất là nguy hiểm mà nó sắp sập rồi. Đấy, bây giờ em Ngọc sẽ đi ra đấy để mà quay thêm một lần nữa cho quý vị xem cái nhà sàn. Đây là cái nhà sàn của nhà em Nô A ấy, thì nhìn quý vị nếu mà thường xuyên theo dõi trên kênh của em Ngọc ấy thì là cũng đã biết cái gia đình nhà em Nô A là cái nhà sàn này sắp sập rồi. Ở đây thì là bình thường cái nhà nó sẽ là thẳng lên như này, nhưng mà ở đây nó nghiêng, nó vào hết vào cái tả ly rồi ạ. Tuy nhiên ở cái video này em Ngọc xin là chia sẻ lại một lần nữa để cho quý vị nắm rõ hơn về nhà em Nô A. Đây này, cái cột này nó ngả, nó nghiêng, nó đẩy hết vào một bên này rồi. Lẽ ra cái cột này nó đứng nó phải như thế này. Nhưng mà ở đây là nó ngả về hết một bên cả tất tần luôn này. Đây. Chỗ này nó đã rời ra như này này, rời rạc ra như này này. Ra cái khớp này rồi. Và cái chỗ này tất cả cái nhà là nó dồn hết vào cái tả ly này rồi ạ. Nó đẩy hết vào cái tả ly, coi như là cái tả ly này là nếu không có tả ly là nhà là chắc khả năng xuống rồi. Đây này, nó còn nhấc cả cái ấy này lên này. Cái cột này ấy thì là nó nằm ở vị trí này, nhưng mà do là ngả nó nhấc cả cái cột này lên rồi. Bây giờ nhà em Nô A lấy cái cột bé này về thế này, cái cột bé này cũng rất là nguy hiểm này. Mục nát hết rồi đây này. Đấy, mọi thứ là nó mục hết rồi. Mà ở trên kia tất cả là nó tựa hết vào cái chỗ kia là nhà em Nô A cũng có cái cây về chống với cái tả ly rồi. Nói chung là cái nhà này em Ngọc chia sẻ lên rất là nhiều lần rồi. Nếu có bác nào thường xuyên là theo dõi trên kênh của em Ngọc ấy thì là cũng biết là cái nhà này nó cũng sắp sập như thế rồi, ở rất là nguy hiểm. Mà cái nhà này, cái mái của cái nhà này ấy, thì là bằng cái ngói âm dương, cho nên là cái lực đè của cái tải trọng ở trên nó rất là nặng luôn. Cái ngói âm dương này ấy, ngói âm dương này là làm nó dày, bà con đập dày ấy. Đây là cái ngói âm dương này, bà con lợp nó rất là dày mà nặng, chi chít luôn. Một cái nửa là ngói âm dương, còn ở trên này cũng là ngói pro thôi. Vừa ngói âm dương mà vừa ngói pro. Cái này là ngói này là chắc là cũng mủn hết rồi, này là chắc là cũng lâu rồi. Đấy, cho nên là cái tiền đấy em Ngọc sẽ là bàn bạc với gia đình nhà em Nô A. Do là hôm nay bố em Nô A và em Nô A không có nhà, cái này em Ngọc nếu mà bàn thì phải bàn với bố em Nô A và em Nô A thì mới ra được công việc. Còn vợ em Nô A và mẹ em Nô A ấy thì là bàn bạc ấy nó sẽ không được cụ thể lắm. Cho nên là em Ngọc chờ 1-2 hôm tới này vào, em Ngọc sẽ bàn bạc lại với gia đình của nhà em Nô A. Sẽ là mình sẽ tiến hành sửa chữa cho cái ngôi nhà này. Hoặc là nếu mà có thể có nhiều tiền hơn nữa thì mình có xây được. Nhưng mà do là cái số nguồn tiền ấy nó không đủ để xây, cho nên là mình chắc là chỉ sửa chữa lại thôi. Đấy, cho nên là em Ngọc sẽ chờ. Quý vị theo dõi được cái video này hết sức thông cảm cho em Ngọc và thông cảm cho gia đình nhà em Nô A. Cái quý em Ngọc chắc là sẽ tu sửa lại để cho đỡ nguy hiểm cho gia đình. Còn cái video này em Ngọc cũng xin kết thúc tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị ở những cái công trình tiếp theo.